Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sang Sứ Samba Thủ tướng trổ tài diễn hài trước bạn bè quốc tế Mơ ước là quyền, nhưng thực hiện được mơ ước hay không thì là năng lực Mơ ước là vô hạn, nhưng năng lực bao giờ cũng giới hạn Người thực tế biết vạch ra mơ ước phù hợp với năng lực của mình thì đó là người chín chắn, trưởng thành Người vạch ra ước mơ quá cao, vượt quá xa khả năng thực hiện thì đấy là mẫu người không tự lượng được giá trị và năng lực của bản thân mình. Chủ nghĩa Cộng sản là chủ nghĩa hoang tưởng, họ mơ về một xã hội làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Rồi từ đấy xây dựng lên một con đường hoang tưởng, gây ra biết bao nhiêu tai họa thảm khốc cho xã hội và loài người. Năng lực luôn có giới hạn, nhưng nhu cầu là thứ vô hạn. Cho nên, những nhà hiền triết từ cổ trí kim đều khuyên con người ta sống biết đủ thì mới có hạnh phúc. Bởi cứ thả ước mơ bay cao, nhưng năng lực không có, thì lấy gì để thực hiện ước mơ này? Ước mơ chính là quyền, nhưng mơ kiểu này thì lại không ổn. Người cộng sản Việt Nam đến nay vẫn ra giả về thứ chủ nghĩa cộng sản làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn quyết tâm đi theo hướng đó, đi theo ước mơ hoang đường đấy là sự lầm đường lạc lối khiến cho nhân dân mất tự do, đất nước không phát triển, xã hội thì kém văn minh và nhiều hậu quả khác không thể đếm xuể. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản vẫn cố chấp, vẫn đi theo con đường đầy sai lầm ấy, dù rằng họ đã bỏ đi đường lối kinh tế cũ, nhưng về chính trị vẫn cố bám víu vào những gì mà các ông tổ đã vẽ vời ra thiên đường xã hội chủ nghĩa đã vạch ra. Kẻ cố chấp là kẻ thiếu trí tuệ, và Đảng Cộng sản là một thực thể như thế. Bên trong một đảng cầm quyền vô minh thì cũng sản sinh ra những con người vô minh như vậy. Lãnh đạo cộng sản không tung ra những quyết định hành dân và hại dân thì đã là may mắn lắm rồi. Bảo tìm cho ra lãnh đạo tài tình sáng suốt thì làm sao có để mà tìm. Ông Nguyễn Xuân Phúc, thời làm thủ tướng để lại ấn tượng như một anh hề ăn nói thiếu suy nghĩ làm cho cười cho thiên hạ khắp nơi. Những câu chuyện hài hước với ông thủ tướng gốc Quảng Nam, đầu nghiêng nghiêng và nói những lời như dân cắn thuốc, đó là ấn tượng duy nhất mà ông cựu thủ tướng và cựu chủ tịch nước này để lại cho toàn dân. Ước mơ không có giới hạn nhưng năng lực thì luôn có giới hạn. Nhận ra đúng năng lực quan trọng hơn là bay theo giấc mơ. Đảng đã tạo ra một ông cựu thủ tướng Phúc như thế Khi đảng thay thế ông Phúc bằng ông Chính Thì cũng chẳng khác là bao Ông Phạm Minh Chính cũng là một diễn viên hài Không kém ông Nguyễn Xuân Phúc trước đây Có điều ông Phạm Minh Chính không diễn hài nhiều như ông Phúc Nhưng ông lại có một sâu diễn ấn tượng hơn ông Nguyễn Xuân Phúc Rất nhiều Đó là sâu diễn nào? Câu hỏi này dư luận đặt ra Vào 24 tháng 9 theo giờ địa phương ông Phạm Minh Chính tới thăm câu lạc bộ bóng đá ở thành phố São Paulo. Tại đây, ông Phạm Minh Chính cao hứng vờ hài chưa từng có mà ông đã diễn được. Ông nói ông mơ về trận chung kết bóng đá thế giới giữa Việt Nam và Brazil. Trước đó, tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, sau một hồi phát biểu luyên thuyền chẳng có người nghe, ông Thủ tướng Việt Nam đã tự vỗ tay để mà tán thưởng chính mình. Nó rất vô duyên trước con mắt của cộng đồng quốc tế Nhưng lại rất cộng sản Bởi bản chất cộng sản đã luôn tự sướng Và họ có cả bộ máy khổng lồ để luôn làm chuyện vô lý ấy Lại nói về cái ước mơ gặp đội tuyển Brazil ở trận chung kết bóng đá thế giới Con lợn mà muốn bay như con chim thì chỉ là người ta phỉ cười mà thôi làm thủ tướng nhưng ông chỉ phát biểu cho sướng cái miệng mà không cân đong đo đếm được năng lực thì quả là ngán ngẩm ông đang tự đóng vai một anh hề mà ông không hề hay biết. Đảng từng mơ cao nhưng lại không hiểu nổi năng lực của mình tới đâu thì giấc mơ ấy chắc chắn không thành hiện thực. Hiện nay, theo thứ hạng trên bảng xếp hạng của FIFA, Brazil đứng thứ 3 chỉ sau Argentina và Pháp. Trong khi đó, Việt Nam đang có thứ hạng số 95, đứng trên cường quốc bóng đá số 1 của Đông Nam Á nhiều năm qua là Thái Lan, ở vị trí số 112. Việt Nam vượt qua Thái Lan trên bảng xếp hạng, nhưng không có nghĩa là trình độ bóng đá của Việt Nam vượt họ, mà chỉ tương đương với họ mà thôi. Lúc này Việt Nam vượt lên, lúc khác Thái Lan lại hơn. Đó là chuyện bình thường của thể thao. Ngay cả cường quốc bóng đá lẫy lửng như Brazil, đã hơn 20 năm họ vẫn chưa vào được trận chung kết, thì nói gì đến Việt Nam? Việt Nam chưa tiệm cận được trình độ bóng đá của châu Lục, chứ nói gì đến bóng đá thế giới đầy Có lẽ ông Phạm Minh Chính mơ về một suất dự World Cup thì thực tế hơn là mơ về trận chung kết bóng đá Việt Nam-Brazil là hoang đường, e rằng người ta lại nghi ngờ là ông không bình thường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Sang Sứ Samba, Thủ tướng Trổ Tài Diễn Hài Trước bạn bè quốc tế Quý vị và các bạn Theo dõi chương trình bấm nút Youtube và Facebook của Thời báo.de Để luôn nhận được những bản tin Mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn Ở bản tin lần tới Trung khoa Thời báo.de Kính chào quý vị và các bạn Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ thiện trí, tàu giao gầm Tổng thì thích tiền Mỹ, sợ giao tàu bất chấp hệ thống tuyên giáo cho báo chí chửi mỹ mỗi khi đến dịp lễ lớn của chính quyền đảng cộng sản bất chấp nền giáo dục nhồi sọ và chương trình giáo dục những quan điểm chống mỹ nhưng những đứa trẻ bị nhồi sọ chống mỹ ấy lớn lên vẫn ao ước được đi du lịch hoặc đi học tại mỹ hay định cư tại nước này thậm chí không ít những kẻ miệng thì ra giả chửi mỹ nhưng vẫn tìm cách để mà sang mỹ theo thống kê người việt nam thuộc một trong những nước thích Mỹ nhất thế giới, chiếm đến 78%. Đứng với Mỹ thì được tự do và được tôn trọng. Đảng Cộng sản cứ ra giả trên bộ máy tuyên truyền và trong sách giáo khoa rằng Mỹ cướp nước ta. Nhưng nếu đặt câu hỏi rằng Mỹ đã chiếm một tấc lãnh thổ nào của Việt Nam hay chưa? Nếu họ muốn cướp nước Việt Nam thì họ dư khả năng làm điều đó. Việc quân Mỹ đặt chân lên miền Nam Việt Nam bị bóp méo thành xâm lược. Trong khi đó, Mỹ cũng đặt chân lên bán đảo Triều Tiên, lên Nhật Bản và một số nước khác với vai trò tương tự thì thế giới có nói Mỹ xâm lược ai đâu. Việc ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản của Mỹ tại miền Nam Việt Nam đã bị Đảng Cộng sản lợi dụng mà họ đã thành công. Thực sự chủ nghĩa cộng sản mới nguy hiểm cho đất nước chứ không phải là nước Mỹ sau năm 1975 là thời kỳ kinh hoàng của toàn dân Việt Nam. Đánh tư sản mãi bản, ngăn sông cấm chợ, triệt tiêu hoàn toàn ngành thương mại. Lùa hết của cải vào tay nhà nước rồi nhà nước phân phối lại nhỏ giọt cho dân dưới dạng tèm phiếu. Nghĩa là Cộng sản mang lại sự đói nghèo và mất tự do cho toàn bộ người dân Việt Nam. Họ biến người dân thành con vật trong trại của họ. Nền kinh tế kiệt quệ dân không có gạo phải ăn sắn ăn khoai lang và bo bo một loại thức ăn cho lửa cho ngựa đấy là địa ngục của chủ nghĩa cộng sản mang lại cho người dân cái giá phải trả cho sự ngu muội tin theo sự lừa lọc của đảng cộng sản trung quốc được chính quyền của đảng cộng sản việt nam xem là anh hai tận thời chiến tranh lạnh và giờ trở thành anh cả trong nhóm các quốc gia cộng sản ít ỏi còn lại trên quả địa cầu hai quả đảng thì tung hô lẫn nhau, nào là 16 chữ vàng, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai. Nào là bốn tốt, láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Thế nhưng, hãy nhìn lại xem, bao nhiêu phần lãnh thổ của Việt Nam đã rơi vào tay bạn tốt Trung Quốc. Câu trả lời là rất nhiều. Nào là Hoàng Sa, nào là Trường Sa, nào là Thác Bản Dốc, rồi là Ải Nam Quan, vân vân và không dừng lại ở những mất mát này nếu không có cách làm cho dân giàu nước mạnh thực sự. Đó là bản chất giao găm của Trung Quốc. Bản chất này không thay đổi qua nhiều đời lãnh đạo Cộng sản. Đứng với tàu thì bị tròng thòng lọng vào cổ. Vào năm 2022 vừa qua, thẳng dư thương mại giữa Việt Nam và Mỹ lên đến con số 94,92 tỷ đô la, nhưng lại thâm hụt thương mại với Trung Quốc tới 60,17 tỷ đô la nếu không có nền kinh tế Mỹ thì Việt Nam lấy đâu ra ngoại tệ để bù vào thâm hụt thương mại với Trung Quốc đây. Cho nên nói kinh tế thì nền kinh tế Mỹ cũng đang giúp nền kinh tế Việt Nam không bị cạn ngoại tệ khi làm ăn với Trung Quốc. Được biết, sở dĩ của chuyến thăm của Tổng thống Mỹ sang Việt Nam vào ngày 10 và 11 tháng 9 vừa qua là bởi trước đó Tổng thống Mỹ Biden đã mời ông Trọng sang Mỹ. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe của ông Tổng Trọng không đảm bảo được một chuyến bay dài mà sau đó Tổng thống Mỹ đã phải sang Việt Nam thay vì ông Tổng bí thư Việt Nam phải sang Mỹ. Điều này cũng cho thấy sự tử tế của người Mỹ. Họ không cầu nệ chuyện nước nhỏ phải sang thăm nước lớn trước như chuyến đi của ông Tổng bí thư Việt Nam vào ngày 30 tháng 10 năm ngoái. Trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, phía Bắc Kinh luôn cầu nệ vài vế. Thậm chí họ không gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là đồng minh mà lại gọi là anh em ai là anh, ai là em thì ắt không cần phải giải thích thêm. Việt Nam thẳng dư thương mại với Mỹ là lớn nhất và thâm hụt thương mại với Trung Quốc mạnh nhất. Bảo thủ ích kỷ là hai bản chất cực kỳ độc hại của Đảng Cộng sản. Dù biết rằng đảng đã nát, quan chức tham lam tàn phá đất nước, nhưng ông Trọng vẫn cố chấp dùng dưỡng. Ông không đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, ông điên cuồng chống lại mầm móng dân chủ và cũng vì thế Đảng Cộng sản Việt Nam mãi mãi yếu thế trước tàu của ông. Kết thân với Mỹ thì vì tiền, kết thân với Trung Quốc vì quyền và cũng vì Đảng Cộng sản Việt Nam sợ giao của Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Mỹ thiện trí tàu giao găm tổng thích tiền Mỹ sợ giao tàu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề.